Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Tôi xin kể câu chuyện Phật Bà Hãy Cứu Con để mọi người cùng nghe nhé. Tín chị S đi tu như sét đánh ngang tai tôi. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra, có cái gì tưng tức trong lòng ngực, như thể ai đó vừa ức hiếp tôi, vừa cướp đi của tôi một thứ gì đó rất quý giá. Không hiểu sao, tôi nghĩ phải có uẩn khúc gì đó, chị S mới đi tu một cách bất ngờ như thế. Mới vài tuần trước đấy thôi, chị còn rủ chị ba tôi đi chợ bán đồ nữ trang, những thứ mà tôi không có hứng thú, và âm thầm gán cho chị tôi một cái nhãn ham mê vật chất. Trong thâm tâm tôi có như mình siêu hơn chị một bậc, vì không còn để những thứ vật chất tầm thường đó ảnh hưởng tới mình. Vậy mà giờ chị dứt khoát đi tu, trong khi tôi còn ngục lằn trong những buồn vui thế tục. Chị ẻ với tôi có mối duyên kỳ lạ. Chị ở Huế vào Sài Gòn làm việc, tôi ở Đồng Nai lên Sài Gòn trò học. Vô tình mà chúng tôi cùng trò một nhà. Nhà đó giàu, có cô con gái học trường Tây Thách Dịch. Có mấy người ở trò không có ký lố nào hết, nên không ai ưa. Hai chị em tuổi này cũng thế, có dịp là đem chuyện xấu của nhà đó ra mà cười chơi. Có đó là một trò giải trí hấp dẫn, mà cùng quá đó hai chị em trở nên thân nhau. Dầu là hai người tánh tình khá khác nhau, chị trầm tĩnh khó tính đúng ý kiểu Huế, còn tôi bộ bạ nóng nảy cũng đúng dân miệt thị vườn. Sau đó cứ tôi dọn chỗ nào chị cũng dọn theo chỗ đó. Đến năm 1969, khi tôi qua Mỹ, thì chị em bật tin nhau. Mãi đến sau năm 1975 mới hồi ngộ, chị S lại dọn về ở gần với chúng tôi. Nhưng giờ chị thân với chị ba hơn tôi hơn, vì chị ba tôi tánh dễ dãi, hái chiều bàn chứ không hắc ám như tôi. Sau thông tin chị S đi tu, chúng tôi không được gặp chị nữa. Đến khi gặp lại thì chị đã đầu tròn áo vuông, đã có nơi tu hành khang trang, lại còn dẫn dắt nhiều người Phật tử ở gần đó ngồi thiền. Tôi là một trong số đó. Ngồi phía dưới nhìn lên thấy chị niềm hương, nghe chị trì tùng hướng dẫn cách ngồi thiền, tôi ngẩn ngơ cả người. Chị ẻ tham vui đã biến mất, giờ là sư cô TD Nghiêm Trang Oai Nghiêm. Đến không ngờ, tôi tự hỏi điều gì đã có thể biến đổi con người nhanh như vậy, nếu không phải là đã có điều kỳ diệu gì xảy ra, nếu không phải là đã có sự hộ trì của chư thiên. Rồi tôi cũng biết được câu chuyện bí mật theo lời kể chuyện của chị. Chị làm cả đêm ở ngân hàng trong sân bay, ngồi mỗi khi về đến nhà cũng đã 1-2 giờ sáng. Một lần khi chị vừa vào nhà thì trong bóng tối một người vụt ra dùng tay bịt miệng, vật chị xuống nhà rồi nằm lên người. Chị cố bình tĩnh mở mắt ra nhìn, đó là một gã da đen to lớn, khuôn mặt hung dữ. Ánh nhìn của hắn làm chị rung mình, chị bất giác kêu lên trong thâm tâm: Phật Bà hãy cứu con, hãy cứu con nguyện xuất gia, con nguyện đi tu. Nước mắt chị trào ra, kể như mình sắp chết. Bỗng gã đàn ông ngồi vụt dậy, phóng nhanh ra cửa sổ, như thể có ai thúc giục kêu gọi ngoài kia. Chị đã khóc suốt đêm, tưởng chừng mình vừa từ cõi chết trở về, khóc đến hết nước mắt,
thì quyết tâm đi tu của chị lại tràn trề. Thế là chị thu xếp hết mọi thứ về Việt Nam xin xuất gia với sư ông Thường Chiếu. Chị S đã chọn đúng con đường, cuộc sống của chị từ đó nhờ nương theo Phật Pháp mà trở nên có ý nghĩa vô cùng. Thay vì chị biết ngồi đếm tiền cho mọi người, sống thui thủi một mình cho đến ngày giả từ trần thế, cuộc đời của chị trở nên đầy ý nghĩa của một người tu chân chính. Sau khi về Việt Nam tu một thời gian, chị qua Ấn Độ tu học rồi ra đi từ nơi đất Phật. OTD là ra đi nhiều năm rồi, những câu chuyện của cô vẫn như in trong tâm trí tôi, vẫn để lại cho tôi nhiều bài học về sự quyết tâm mạnh liệt của một con người có chí nguyện cao cả. Mong là cô sẽ tái sinh lại nơi đất Phật, ở trong nhà Phật, làm người con xứng đáng của Như Lai. Ha ha ha, 问什么的说呵。